Em. Ủa, anh mua bánh tráng hả? Không, anh đâu mua bánh tráng làm gì đâu em. Vậy anh ngồi đây chi? Nhớ mặt anh không? À, biến thái, biến thái, biến thái. Đâu phải đâu em. Anh đâu phải biến thái đâu em. Anh đánh giày nè. Lúc nãy anh có đụng em, nên bây giờ anh quay lại anh xin lỗi em. Ủa anh, em đẹp chứ em đâu có dễ dãi đâu anh. Thôi anh biết rồi. Thôi bây giờ thay cho lời xin lỗi, anh mời em đi uống nước nha. Ờ, thì để em suy nghĩ đã. Thôi năn nỉ mà. Thôi năn nỉ lần nữa đó. Thôi năn nỉ lần ba luôn đó. Ờ, thì chỉ có đi uống nước thôi nha. Nhớ là chỉ có đi uống nước thôi nha. Yeah. Ba dạng sáu hàng ngày mà. Mệt anh quá, lúc nào anh cũng không bao giờ nhớ cái gì hết á. Anh giỡn em thôi, chứ kỷ niệm 4 năm ngang nhau, anh có món quà tặng em nè. Ủa sao anh tặng em cái móc khóa chi vậy? Em đâu có chìa khóa đâu mà móc. Cái này mà cái móc khóa gì em? Cái này là cái nhẫn á. Trời, đám cưới nữa. Thôi để anh suy nghĩ lại em ơi. Thôi để anh cố gắng làm năm sau anh cưới em nha. Anh ơi, sao hai đứa mình làm hoài mà không có dư gì hết vậy? Không biết là ở trên đời này có tiên không ha? Chắc không có đâu em ơi. Nếu mà có thì cho mình nhìn thấy một lần cũng được ha. Con đi Tiên, con lại Tiên. Thôi con đừng buồn nè. Ta cũng đã hiểu rồi. Thôi chúng ta đi đây. Gì vậy bà nội? À, thôi được rồi, chúng ta là Tiên, chúng ta sẽ giúp con. Các con muốn gì? Tiên ơi, bây giờ tụi con định cưới nhưng mà con không có đồ. Tiên có thể giúp cho con một bộ đồ được không? Hai bộ đi Tiên. Đó, à, thì ra nó muốn tụi mình design cho tụi nó mấy bộ đồ đó mà. Tưởng chuyện gì, việc đó thì quá dễ. Chuẩn bị nào. Một, hai, ba. Hồ Tiên. Baby you're a bird. Boom, boom.
ra siêu xe.